Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung ba thượng tướng vừa thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng Lê Quý Vương và Thượng tướng Bùi Văn Nam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 1 tháng 6 năm 2021. Quyết định trên căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, Luật Công an Nhân dân năm 2018, đồng thời căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về việc bố trí sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách với các ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, không tái cử khóa 13. 1. Thượng tướng Lê Quý Vương. Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 3 năm 2010. Trước đó, ông từng được giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, rồi Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng. Tại thời điểm trước ngày 1 tháng 6, Thượng tướng Lê Quý Vương giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, kiêm Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 11, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021. 2. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957, quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 12 năm 2015. Ông được Chủ tịch nước phong quân hàm Thượng tướng vào năm 2016. Trước đó, ông Thành từng kinh qua các chức vụ như Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2011-2016. Con đường sự nghiệp của ông bắt đầu từ cán bộ công an thành phố Hải Phòng. Ông Nguyễn Văn Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Năm 2020, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất. 3. Thượng tướng Bùi Văn Nam. Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955, quê huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2009, Thiếu tướng Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và được phong hàm Trung tướng trong năm đó. Đến năm 2011, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Hai năm sau, ông lại được điều động trở về chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an và được thăng cấp bậc hàm từ lên Thượng tướng vào tháng 10 năm 2013. Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an từ tháng 8 năm 2018 đến ngày 21 tháng 5 năm 2020. Người giữ chức danh Tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an hiện nay là Trung tướng Lương Tam Quan, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Bùi Văn Nam cũng có hai khóa là Ủy viên Trung ương Đảng, khóa 11, khóa 12. Sau khi các ông Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, hiện còn 6 Thứ trưởng gồm Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Lương Tam Quan, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới. Bộ Công an, tiền thân là Bộ Nội vụ, là cơ quan công quyền trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phản gián, điều tra phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, thi hành án hình sự, thi hành án không phải phạt tù, tạm giữ, tạm giam, bảo vệ hỗ trợ tư pháp, quản lý nhà nước các dịch vụ công, trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ Công an là cơ quan quản lý của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Bộ Công an nhận được nhiều danh hiệu như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 13 lần, Huân chương Sao vàng và 88 Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 2019, Bộ Công an có 199 tướng lĩnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.